Chúng ta thi nick số 2 kỳ thi cấp trường vòng 12 khối 8. Nhập mã số thi. Bài thi đầu tiên. Bức tranh bí ẩn em. Cái loại này dễ mò cũng được. Tính giá trị của biểu thức. Rồi em tìm x trước đi. X cộng 1 bằng 4 lần x cộng 4. Tìm x đi. Rồi x nó ra âm 5 em. Lúc đó 3x cộng 8 sẽ bằng âm 7. Đây rồi. Cái này chia x mũ 3 y mũ 2 là chia là hết. 45 chia 5 được 9. Dễ quá nhờ. Cái này ở nít trước thầy giải rồi ha. Một cái là x bằng 0, một cái x bằng x bình trừ 3x trừ 5x. Rồi trừ 5x. Một cái x bằng 0, một cái x bằng 5. Cộng lại bằng 5. Số nguyên tố lớn nhất ở nít trước giải rồi bằng 17. Ước chung lớn nhất của cái số A và số AB cộng 4. Biết rằng AB là các số tự nhiên và A lẻ. Thì kem lấy đại số ra kem thử đi gì đâu mà đau đầu vậy. Ước chung lớn nhất mình lấy số 5 thử coi. Rồi với lại số 5B. AB là các số tự nhiên cộng 4. Rồi, một số chia hết cho 5. Rồi một số chia 5 dư 4. Ngày giữ ước chung lớn nhất là bằng 1 rồi. Nguyên tố cùng nhau. Đó. Kem thích chứng minh, thầy chứng minh luôn cho. Đó. Giờ kem gọi ước chung lớn nhất. Gọi ước chung lớn nhất của A với lại AB cộng 4 đó, là bằng D đi. Vậy kem suy ra là A nó chia hết cho D. Và gì nữa? Và AB cộng 4 cũng chia hết cho D. A chia hết cho D thì A nhân thêm B cũng chia hết cho D thôi. Còn cái này thì để nguyên. Rồi giờ hai cái đó chia hết cho D thì lúc trừ nhau cũng chia cho D đúng không? Vậy thầy lấy cái này thì trừ cho này. Này để em ngoặc đi. Trừ cho này. Thì cũng sẽ chia hết cho D. Vậy suy ra là 4 chia hết cho D. Như vậy D phải là ước của 4. Ước của 4 thì bằng 1, 2, 4. Nhưng mà các em để ý nha, D là ước của A, mà A là số lẻ. Như vậy D cũng phải lẻ. A là số lẻ, như vậy là D không thể là 2, không thể là 4, vậy D là 1 thôi, không? X bình bằng 2016, thì cái này là x bình trừ 4 nè, vậy 2012. Tổng các chữ số của 10 mũ 20 á là một số 1 với lại 20 số 0 sau là 21 chữ số trừ 20 thì nó giảm đi. Không, chắc chắn nó giảm đi, nó không còn là 10 10000 nữa mà nó ra 9999, nó sẽ ra 20 số. 10 mũ 20 trừ cho 20. Các em cứ thử đi. 10 mũ 20 nè. Nó có bao nhiêu số 0? Có 20 số 0. Giờ mình trừ cho 20 là nó sẽ bằng. Giờ 10, 100 trừ 20 là bằng 98, đúng không?
100 trừ 20 bằng 98. Như vậy 1000 trừ 20 là bằng 980. Rồi 10000 trừ 20 là bằng 9980. Nói chung là 10 mũ thử các em. Mình lấy quy luật thôi. 10 mũ 4 này, trừ cho 20 thì bằng 9980 này. Giờ các em thử 10 mũ 5 nữa coi. Trừ 20. 10 mũ 5 trừ 20 là bằng 9998. Hình như phát hiện được quy luật rồi đó. 10 mũ 6, nếu thầy đó không lầm là sẽ bằng 4 số 9. Thử coi. 1 triệu trừ 20, đúng đồn 4 số 9. Mũ 4 thì 2 số 9, mũ 5 thì 3 số 9, mũ 6 thì 4 số 9. Như vậy các anh trên này là 10 mũ 20 đó. Trừ cho 20 á, nó sẽ bằng 99. 80. Bao nhiêu số 9 nha? Tìm quy luật đi. 6 thì lấy 4, 5 thì lấy 3, vậy là 20 thì lấy 18, trừ đi 2 thôi. Vậy tổng các chữ số sẽ là 9 nhân 18 cộng 8 cộng 0 là bằng 170 ha. Căn 1 trừ căn 5 là 1 trừ 5 là bằng âm 4. Tổng các giá trị các em giải đi. 2x rút ra là còn x cộng 3, vậy là x bằng 0 và x bằng trừ 3, cộng lại là bằng trừ 3 nè. Con rắn nó hay ra trước. Một đa giác đều có tổng tất cả các góc ngoài và một góc trong bằng 500 độ. Rồi, đây là một bài toán mà thầy đã dạy ở trong khóa học V82. Bài toán đầu tiên luôn. Bài toán số 3. Không? Bài toán số 3. Em thấy chưa? Học khóa học V82 nó đem lại cho chúng ta quá nhiều các lợi ích. Bây giờ các em còn nhớ bài toán không? Hay là quên rồi? Chắc là quên rồi đúng không? No. Rồi, rất đơn giản các em. Tổng các góc ngoài của một đa giác đều của một đa giác nói chung là bằng 360 độ. Các em coi khóa học V82 nha. Cộng với một góc trong bằng 500 độ. Như vậy góc trong nó sẽ bằng 140 độ. Mà công thức tính góc trong bao nhiêu độ của một đa giác đều á là bằng cái gì? Là bằng n trừ 2 nhân cho 180 rồi chia cho n thì nó sẽ bằng 500 trừ cho 360. Như vậy mình có bài toán là 180 n trừ 2 thì bằng 140 n. Từ đây các em tìm ra n thôi, dùng chức năng giải. Rồi n sẽ bằng 9 ra. Đa giác đó có 9 cạnh, 9 đỉnh ha. Tham gia ngay cái khóa học V82 đi. Số các giá trị của x thỏa mãn cái này, x bình cộng 1 là không bao giờ bằng 0. Vậy x sẽ bằng 0 là có một kết quả đây nè. Rồi các em giải cái phương trình bậc 2 này, khóa học V81 nha. 1, 5 nhập 1 trừ 8 15 5 và 3 này là x bằng 5 và x bằng 3 thì cái này bằng 0. Vậy là có x bằng 0 nữa là 3 giá trị các em nhé. 0, 3 và 5. 3 giá trị x thỏa mãn. Con dê. Bài này thì các em dùng kỹ thuật trong khóa học V81 giải cũng được. Còn không thì mình dùng biến đổi toán học. Biến đổi toán học của nó cực kỳ đơn giản như sau. X cộng cho 1 trên x tất cả bình thì sẽ bằng 5 bình. Không? Phá hàm đẳng thức ra. X mũ 2 cộng 2 nhân x nhân cho
1 trên x rồi cộng cho 1 trên x bình phương thì nó sẽ bằng 25. Từ đây mình suy ra là mũ 2 cộng cho 1 trên x mũ 2 thì bằng 25 trừ 2, các em x nhân 1 với x là hết, 25 trừ 2 là bằng 23 ha. Số dư của phép chia này khi chia cho này dùng định lý Bayes giải nha, coi lại khoa học V81. Nghiệm của đây là bằng trừ 1, thế vô đây trừ 1 mũ 100 là thành 1, 1 cộng 3 là bằng 4 các em. Số dư là bằng 4. Tổng các giá trị sẽ bằng 0. X sẽ bằng cộng trừ 1 phần 2 mà cộng lại thì bằng 0 thôi. Cái này rút gọn A cộng B, 3 cộng B là hết, B với B là hết, A bình ra là còn A trên tử, 4A trên 3. ABCD là hình thoi. Hình thoi có góc 90 độ thì thành vuông. Hình vuông hai hình chéo cắt nhau thì tạo thành góc vuông thôi. Trời ơi. Con chó thích AB. Bây giờ các em dùng phương pháp đồng nhất ha. Giờ mình sẽ đồng nhất. Giờ các em xét vế trái thôi. Vế trái mình quy đồng cộng tử dưới mẫu. Ở trên tử là A nhân x trừ 2 được cộng cho B nhân cho cộng cho B nhân cho x cộng 1 các em. Ở dưới để nguyên. Ở dưới là x cộng 1 nhân x trừ 2. Rồi các em phá cái này ra, phá cái tử ra là thành AX cộng BX, thì thầy đặt những tử chung luôn là thành A cộng B tất cả nhân x. Rồi A nhân trừ 2 là trừ 2A cộng B, cộng B trừ 2A đó. Còn ở dưới phá ra là x nhân x là x bình, trừ 2X cộng X là thành trừ X, 1 trừ 2 là trừ 2. Đó, vế trái nó bằng cái này nè. Không, bây giờ mình đồng nhất. Đồng nhất chứ. Đồng nhất tức là mình làm cho nó giống nhau mà. Ở đây thì dùng cái dấu đồng nhất đi. Đây. Đồng nhất với lại cái vế bên phải. Vế bên phải đây nè. Ở trên tử là 32x. 32x trừ 19. Đó. Cái mẫu thì què rồi. Như vậy cái tử sẽ là gì? Cái tử là phải què nhau. Vì là A cộng B các em nè. A cộng B nè. Nó chính là 32. Đúng không? Nó chính là 32. Nó mới què được. Còn B trừ 2A. Nó sẽ là âm 19. Rồi các em dùng chức năng giải hệ phương trình mà thầy đã giải đã dạy trong khóa học V81 các em nha. Em giải A sẽ bằng gì? Đợi thầy xíu. 1, 1, 3, 2 rồi trừ 2, 1, âm 19. A nó sẽ bằng 17, còn B nó sẽ bằng 15. Em nào chưa học khoa học V81 thì đăng ký đi các em. Không thôi là các em không thi hiện nổi đâu. A nhân B sẽ bằng 17 nhân 15. Cấp trường thì mình còn chơi chơi được. Cấp huyện thì gặp cao thủ không thôi. 255. Đây, nó đây. Bài này thầy đã giải ở nick trước rồi. Các em qua nick số 1 coi kỹ, thầy giải cực kỹ luôn ha. Đáp án A bằng 3. Rồi bài này thì mình cũng dễ thôi. Tưởng khó mà dễ ha. Hai cái này có nhân tử chung là x cộng 2, các em rút ra làm nhân tử chung. Vậy ở trong nó sẽ còn là x cộng 4 cộng x cộng 6. X cộng 4 cộng x cộng 6 bằng 0. Vậy từ đây mình có hai bài toán con. Một bài là x cộng 2 bằng 0. Và một bài là 2x cộng 10 bằng 0. Như vậy là x sẽ bằng trừ 2 và x sẽ bằng trừ 5.
Trừ 2 nhân trừ 5 là bằng 10. Dương 10. Tích các giá trị x. Bài thi 3. Ồ, bài toán chia bánh các em. Ai đã học thầy bài toán chia bánh trong khóa V82, điểm danh coi. Cho tam giác ABC trung tuyến AM thì nó sẽ chẻ tam giác thành hai khúc có diện tích bằng nhau. Thì diện tích tam giác lớn là 12 và chẻ đôi ra là BMA nó bằng 6. Trời ơi, hỏi lãng xẹt à. Nhưng mà những em chưa học thì lại không biết. Cũng có lãng xẹt đâu, cũng không phải là dễ đâu ha. Rồi, cái này chính là hằng đẳng thức số 6 nè các em. Tổng hai lập phương này, bình phương thiếu, tổng nhân bình phương thiếu hiệu nè. Nó sẽ bằng x mũ 3 cộng cho 1 mũ 3. X mũ 3 là 2 mũ 3 bằng 8, 8 mũ 1 bằng 9 nha. Rồi, bài này rút gọn các em. Bài này rút gọn thì nó sẽ ra là 2. X chữ y rút gọn 20 chia 10 là bằng 2. Không xác định khi x bằng 2 thôi. Trời, hỏi dễ quá. Bài này ở nít số 1. Thầy giảng rất kỹ rồi các em nha. Quay lại nít số 1 coi. Chữ số thứ 2016 là 8. Giải kỹ rồi, trở lại nít số 1 coi ha. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức ở trong ngoặc đơn á, là bằng 2, lúc x bằng 0. Thì lúc đó cả biểu thức này nhỏ nhất sẽ là 2 mũ 5, tức là 32. Rồi, các em dùng cho thầy cái kỹ thuật phân tích thành nhân tử mà thầy đã dạy trong khoa học V82. Các em phân tích cái tử thành nhân tử ra. Ở trên tử nè là 5, âm 40, 60. Như vậy là ở trên tử phân tích thành nhân tử nó sẽ bằng là 5 nhân cho x trừ 6 và nhân cho x trừ 2. Tham gia khóa học V82 thì các em mới biết được mấy cái này các em nha. Chứ giờ thi thầy không có thời gian, thầy giảng nhiều. Vòng tự do thì thầy giảng kỹ, giảng nhiều ha. Đây sẽ bằng 5. Tại sao làm nhanh dữ vậy? Hãy tham gia V82. Cái này bằng 1. Cái này bằng trừ 1. Cộng lại sẽ bằng 0. Số nguyên x không âm để biểu thức này đạt giá trị nguyên. Rồi các em dùng kỹ thuật trong khóa học V81 các em giải thôi. Còn không thì mình giải bằng bằng biến đổi toán học cũng được. Thôi thầy đang rảnh, biến đổi toán học luôn. X mũ 2 cộng x, thầy cộng thêm 1, trừ đi 1. Ở dưới là y chang. Rồi tách ra. Tách ra nó sẽ bằng 1 trừ cho một trừ cho một phần đó. Bây giờ cái này thuộc Z để cho mà. Biểu thức P là đạt giá trị nguyên. Như vậy cái này phải nguyên nè. Như vậy suy ra là x bình cộng x cộng 1 phải là ước, là ước của 1. Như vậy nó có hai tình huống xảy ra. Một tình huống là nó bằng 1 hoặc là bằng trừ trừ 1. Một tình huống là bằng 1, một tình huống là bằng trừ 1 các em nha. Rồi, thầy giải tiếp. Tình huống trên thì nó sẽ ra là bằng 0. Tình huống dưới là nó ra x mũ 2
cộng 2 sẽ bằng 0. Tình huống trên á là ra x bằng 0 hoặc là x bằng trừ 1. Các em tự giải đi nha. Tình huống dưới thì ra không tìm được x, không có x, bởi vì cái đây là các em sẽ biến thành bình phương thiếu của tổng cộng với 1, thì cái này lớn không. Chính xác là ở dưới nó sẽ biến thành là x cộng cho 1 phần 2 ha. Ở dưới nó biến thành x nè, cộng cho 1 phần 2 tất cả bình, rồi cộng cho 1 phần 4, 7 phần 4, cộng 7 phần 4 thì nó không bao giờ bằng 0 được. 1 phần 4 cộng 7 phần 4 là bằng 2, đúng rồi. Như vậy là x bằng 0 hoặc là x bằng trừ 1 thôi. Mà người ta hỏi là số nguyên x không âm, để cái này đạt giá trị nguyên, vậy mình lấy số 0. 0 thế vô là biểu thức đó ra 0 luôn á. Chù chà dữ dội ha. Cái này là đến lúc dùng kỹ thuật trong khóa học mà thầy dạy rồi. Khóa học V81 á. Cái bài mẫu trong V81 luôn các em, hình như ví dụ mẫu luôn. Rồi nhập nè. A mũ 2 mở ngoặc, A cộng 1 đóng ngoặc, trừ cho B mũ 2 mở ngoặc, B trừ 1 cộng cho AB, trừ 3 lần AB mở ngoặc, A trừ B cộng 1. Nhập đại A bao nhiêu cũng được. Còn B là phải bằng A trừ 2. Kết quả ra 12 kia. Đỡ mà công biến đổi toán học mệt. Rồi, hẹn gặp lại các em ở nick số 3 nha. Đề dễ quá, đề vòng 12 này dễ, dễ hơn vòng 11 nhiều.